Đây là bài 4 trong loạt bài giao tiếp tiếng Trung của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Trong đoạn hội thoại trên có nhân vật Đinh Lục Ba, Đinh Lị Bua và cô giáo Trần, Trần Lão Sư, hay nói họ Trần, Trần, Trần. Cô giáo Trần, Trần Lão Sư, Trần Lão Sư. Trong tiếng Trung, khi gọi nhau, người ta thường gọi bằng họ. Giáo viên Trần, cô giáo Trần, Trần Lão Sư, chào cô, Nín Hảo. Nín là từ để dùng trong trường hợp trang trọng. Nín, chào cô, Nín Hảo. Nín Hảo, cô giáo Trần chào cô. Trần Lão Sư, Nín Hảo. Trần Lão Sư, Nín Hảo. Bây giờ là từ đây. Trở, trở. Đây là. Trở sư, trở sư. Kia là. Nà sư, nà sư. Đây là anh trai tôi. Trở sư của cơ cơ. Trở sư của cơ cơ. Đây là bố mẹ tôi. Trở sư của bà bà mà mà. Trở sư của bà bà mà mà. Đây là em trai tôi. Trở sư của tỷ tỷ. Trở sư của tỷ tỷ. Đây là bạn gái anh ấy. Trở sư tha nữ phần yếu. Trở sư tha nữ phần yếu. Đây là bạn trai cô ấy. Trở sư tha nán phần yếu. Trở sư tha nán phần yếu. Hay nói lại, cô giáo Trần chào cô, dùng cách trang trọng. Trần Lão Sư, Nín Hảo. Trần Lão Sư, Nín Hảo. Đây là anh trai em. Trở sư của cơ cơ. Trở sư của cơ cơ. Đây là cà phê Việt Nam. Trở sư Việt Nam cà phê. Trở sư Việt Nam cà phê. Đây là cà phê Trung Quốc. Trở sư Trung Quốc cà phê. Trở sư Trung Quốc cà phê. Hãy nhắc lại từ đây. Trở, trở. Từ này trong khẩu ngữ thường được nói thành trẻ, trẻ. Từ kia đó. Nà. Từ này trong khẩu ngữ thường được đọc thành này, này. Hãy nói kia là anh trai tôi. Nà sư của cơ cơ. Nà sư của cơ cơ. Đây là em trai tôi. Trở sư của tỷ tỷ. Trở sư của tỷ tỷ. Bây giờ là từ ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Ngoại. Ngoại. Ngữ. Ngữ. Ngoại ngữ. Âm Hán Việt là ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Hay nói ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Giáo viên ngoại ngữ, nguyên văn là ngoại ngữ giáo viên. Ngoại ngữ lão sư.
外语老师。Anh ấy là giáo viên ngoại ngữ. 他是外语老师. 他是外语老师. Anh trai tôi là giáo viên ngoại ngữ. Wǒ gè gè shì wài yǔ lǎo shí. Wǒ gè gè shì wài yǔ lǎo shí. Bố tôi cũng là giáo viên ngoại ngữ. Wǒ bà bà yě shì wài yǔ lǎo shí. Wǒ bà bà yě shì wài yǔ lǎo shí. Bây giờ hãy thử nói lại. Giáo viên Trần chào cô. Đây là anh trai em. Anh ấy là giáo viên ngoại ngữ. Cô giáo Trần chào cô. Đây là anh trai em. Anh ấy là giáo viên ngoại ngữ. Trần 老师您好，这是我哥哥，他是外语老师。陈老师您好，这是我哥哥，他是外语老师。Hãy nói, đây là bạn em. 这是我朋友。这是我朋友。Bây giờ hãy thử nói. Chào anh cũng là giáo viên à? 你好，你也是老师吗？你好，你也是老师吗？Bây giờ hãy nghe từ bác sĩ, 医生，医生，生，医生。Hãy nói bác sĩ。医生，医生。Tôi là bác sĩ。我是医生，我是医生。Mẹ tôi là bác sĩ。我妈妈是医生，我妈妈是医生。Bố tôi là giáo viên ngoại ngữ, mẹ tôi là bác sĩ. Wǒ bà bà shì wài yǔ lǎo shí, wǒ má má shì yī shēng. Wǒ bà bà shì wài yǔ lǎo shí, wǒ má má shì yī shēng. Hãy nói lại, giáo viên ngoại ngữ. Wài yǔ lǎo shí. 外语老师，还 nói lại từ Việt Nam， 越南，越南 ，người Việt Nam， 越南人，越南人 ，người Trung Quốc， 中国人，中国人。Bây giờ hãy nghe từ tiếng Việt Nam. Yue nán yǔ. Trong đó từ yǔ là từ ngữ trong từ ngoại ngữ. Yǔ. Yue nán yǔ. Tiếng Việt Nam. Yue nán yǔ. Yue nán yǔ.